Don't stop. Audio Jungle. Xin chào các bạn đến Top 5 đam mê khám phá. Cảm ơn các bạn đã đi theo của mình. Như tựa đề thì hôm nay mình xin chia sẻ và giới thiệu với các bạn một chú cầy hương ở vùng Tây Bắc Lai Châu. Theo mình được biết thì ở trong tự nhiên, cầy hương sinh sống trong các khu vực rậm cỏ, các bụi cây thấp như nương rẫy ven suối, bụi rậm trong rừng, ven đồi. Bản tính tự nhiên của cầy hương là thường hoạt động và kiếm ăn vào ban đêm là chủ yếu. Thức ăn chính của cầy hương là côn trùng, chuột, chim, rắn, nhộng, kiến, mồi, trứng chim và nhiều loại củ, quả, rễ cây. Như chú cầy hương các bạn theo dõi trên màn hình ấy, thì có chiều dài là 60cm, nặng 4kg. Về giá trị dinh dưỡng thì thịt cầy hương mềm, thơm, ngọt và ngon, cùng da và xương được dùng làm một số vị thuốc y học cổ truyền. Cầy hương đực thì có tuyến xạ nằm ở giữa kẽ hai tinh hoàn. Xạ hương là một loại dược liệu quý, vị cay, tính ấm, mùi thơm, có tác dụng khai khiếu, chấn tâm, chống độc, tiêu viêm, giảm đau, thông kinh, thường được sử dụng trong sản xuất nước hoa. Các bạn ai đã tận mắt nhìn thấy cầy hương thì có thể cảm nhận rõ mùi hương của nó, mùi đặc trưng rất thơm. Nếu ai chưa được tiếp xúc thì mùi hương của cầy hương rất giống với mùi gỗ hương. Hiện nay, cầy hương có giá trị kinh tế rất là cao nên nguy cơ bị tận diệt rất là lớn. Số lượng trong tự nhiên đang giảm mạnh, cần được bảo vệ nghiêm ngặt và tổ chức chăn nuôi để phát triển bền vững loài cầy hương này. Cầy hương là loại vật nuôi dễ nuôi, ít dịch bệnh, hiệu quả kinh tế cao, yêu cầu về chăm sóc, nuôi dưỡng cũng rất đơn giản. Có thể nói rằng, để được tận mắt chiêm ngưỡng chú cầy hương này không phải ai cũng được trải nghiệm. Với mình, đây cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần được tận mắt nhìn thấy cầy hương luôn là một niềm vui rất lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Don't stop.